Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Tại Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn xét duyệt nội dung đối ứng dự án cấp bộ, đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bí xanh thơm của tỉnh Bắc Cạn, đã chủ trì hội nghị xét duyệt dự án nói trên. Dự án đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bí xanh thơm của tỉnh Bắc Cạn thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Bắt đầu thực hiện từ năm 2022, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại quyết định số 3330 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Trong đó, tỉnh Bắc Cạn đối ứng các nội dung xây dựng hệ thống quảng bá, truyền thông, giới thiệu chỉ dẫn địa lý, in ấn, thử nghiệm hệ thống công cụ, phương tiện thương mại hóa, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, tem QR code cho sản phẩm bí xanh thơm của tỉnh Bắc Cạn, đăng ký mã số vùng trồng, hỗ trợ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, thử nghiệm kết nối kênh tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm mang chỉ dẫn địa lý Bắc Cạn. Các thành viên hội đồng đã thảo luận nhất trí cho rằng việc triển khai dự án là cần thiết, sẽ góp phần bảo vệ danh tiếng, uy tín sản phẩm nông nghiệp đặc sản địa phương, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế cho người dân. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hòa đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án làm rõ thêm đặc tính của bí xanh thơm Bắc Cạn, các hoạt động xúc tiến thương mại, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, dự kiến diện tích để xây dựng mã vùng trồng. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để dự án đạt kết quả cao nhất. Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa và Công nghệ đã ban hành quyết định số 1253 ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Bắc Cạn cho sản phẩm miến dong. Theo quyết định, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Cạn. Khu vực địa lý gồm khu vực sản xuất miến dong tỉnh Bắc Cạn, khu vực trồng củ dong riềng nguyên liệu thuộc 8 huyện thành phố đều có xã nằm trong vùng sản xuất. Như vậy, cùng với chỉ dẫn địa lý Bắc Cạn cho sản phẩm quýt Bắc Cạn và hồng công hạt, thì miến dong là sản phẩm thứ ba được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Việc đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm miến dong sẽ góp phần nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm trên thị trường, đồng thời quảng bá hình ảnh, phát huy những giá trị di sản được hình thành từ điều kiện tự nhiên và văn hóa để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm truyền thống. Với chỉ dẫn địa lý này, nghề sản xuất miến dong của tỉnh sẽ có thêm động lực để phát triển, tạo điều kiện cho sản phẩm miến dong Bắc Cạn tiếp tục vươn xa. Thực hiện nội dung đề tài nghiên cứu trồng thử nghiệm gừng châu, củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản làm nguyên liệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki tại khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên là đơn vị chủ trì, đã xây dựng mô hình 2 hectare trồng củ kiệu tại xã Thanh Thịnh. Kết quả kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy mô hình đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật theo 3 biện pháp: phủ rơm, phủ bằng ni lông và trồng không che phủ. Hiện nay người dân đang tiến hành làm cỏ, kiệu sinh trưởng phát triển tốt. Qua theo dõi nhận thấy diện tích kiệu trồng phủ rơm và ni lông đen đã hạn chế được cỏ dại, cây sinh trưởng phát triển tốt hơn so với mô hình không áp dụng biện pháp kỹ thuật phủ rơm, ni lông. Trong thời gian tới, cán bộ kỹ thuật cần tăng cường xuống hiện trường chỉ đạo, hướng dẫn người dân tham gia mô hình trồng củ kiệu, chăm sóc theo đúng các quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, theo dõi đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng trong mô hình trồng kiệu, phủ rơm, che ni lông và từ kết quả theo dõi các thí nghiệm trồng chăm sóc kết hợp với thực tế sản xuất, đồng thời tham khảo một số địa phương khác để đưa ra quy trình kỹ thuật trồng kiệu phù hợp với điều kiện canh tác của người dân. Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã Hương Ngàn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông được giao thực hiện dự án khoa học và công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và phát triển sản phẩm trà hòa tan từ quả quýt Bắc Cạn đã cho những kết quả bước đầu. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh với quý vị và các bạn phần nào về kết quả dự án này. Quýt được xác định là cây ăn quả chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc mở rộng diện tích trồng quýt tràn lan không theo quy hoạch, không có định hướng thị trường. Việc tiêu thụ sản phẩm quả quýt gặp khó khăn, thị trường bấp bênh, phụ thuộc phần lớn vào tư thương. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của người dân trồng quýt ở Bắc Cạn, thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ quả quýt và tận dụng các dư phẩm trong quá trình trồng trọt, quýt dụng, quýt bi, từ đó góp phần gia tăng giá trị và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Từ tháng 5 năm 2020, Hợp tác xã Hương Ngàn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông được giao thực hiện dự án khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và phát triển sản phẩm trà hòa tan từ quả quýt Bắc Cạn. Dự án có 3 nhóm mục tiêu chính. Một là hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu quýt và ổn định cái tinh dầu. Cái nhóm thứ hai đó là tạo ra một cái sản phẩm mới để khai thác một cái là đáng nhẽ ta vứt đi trong quá trình sản xuất tinh dầu, đó là cái ruột quýt ấy. Từ đó thì tạo ra một cái trà tan. Cái nhóm thứ ba đó là chuẩn hóa các cái nguyên liệu đầu vào cũng như là các cái sản phẩm đầu ra, và từ đó thì xây dựng lên các cái quy trình sản xuất
chuẩn hóa nó để làm sao mà chúng ta cứ sản xuất là lúc nào nó cũng giống lúc nào. Đấy, và cuối cùng đó là làm cái hồ sơ cho sản phẩm để có thể hợp tác xã có thể sản xuất và kinh doanh được một cách hợp pháp. Theo các cái mục tiêu đã đặt ra mà được Hội đồng Khoa học Công nghệ của tỉnh phê duyệt ấy, thì đến giờ phút này ấy, thì tất cả các cái nội dung chính thì đã cơ bản được hoàn thành. Dự án được thực hiện với 3 nội dung gồm hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và sản phẩm trà hòa tan từ quýt Bắc Cạn, chuẩn hóa nguyên liệu, sản phẩm, tập huấn chuyển giao công nghệ. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, dự án đã tiến hành nghiên cứu quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào, quả quýt đến sản phẩm cuối cùng là tinh dầu. Quy trình đã được ứng dụng sản xuất thử 3 mẻ, thu được 15,32 kg tinh dầu. Quy trình sản xuất trà hòa tan từ nước ép quýt và tiến hành sản xuất thử 3 mẻ thu được 3.030 gói, túi, thành phẩm. Nghiên cứu độ ổn định tinh dầu ở điều kiện thường, kết quả cho thấy tinh dầu ổn định chất lượng trong 12 tháng. Xây dựng được bộ tiêu chuẩn quýt nguyên liệu, tinh dầu quýt, trà hòa tan. Dự án cũng đã nghiên cứu đa dạng hình thái quả, hàm lượng tinh dầu một số mẫu quýt miền Bắc Việt Nam. Tiến hành thiết kế nhãn mác, bao bì, công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm trà hòa tan, nước ép quýt. Em thấy một điều rằng Bắc Cạn có rất là nhiều những cái thế mạnh hiện tại bây giờ ấy, thì là cái quả quýt, cây quýt thì nó đang có rất nhiều nhưng lại chưa có một đơn vị nào chế biến. Chính vì thế cho nên em đã tìm hiểu về công nghệ chế biến tinh dầu và chọn quả quýt, tinh dầu quýt và các sản phẩm từ quả quýt làm hướng đi chung cho hợp tác xã. Việc nghiên cứu quy trình để chế biến tạo ra các sản phẩm từ quả quýt theo chuỗi giá trị mang lại lợi ích, hiệu quả kinh tế cao so với việc bán các sản phẩm nguyên liệu quả thô sẽ góp phần phát triển các loại cây trồng chủ lực của tỉnh nói chung và cây quýt nói riêng, đồng thời giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã có điều kiện để tiếp nhận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, từ đó đa dạng hóa sản phẩm, làm tăng doanh thu từ sản xuất đến kinh doanh. Sau này khi chúng ta tái cấu trúc lại vùng quýt của chúng ta, thì chúng ta biết là địa bàn tỉnh Bắc Cạn của chúng ta là dốc rất là cao. Vì vậy chúng ta sẽ chia theo vị trí địa hình. Trước đây chúng ta trồng từ dưới chân lên đến tận đỉnh, thì bây giờ chúng ta sẽ chia theo vị trí địa hình, có nghĩa là vùng sườn thấp chúng ta tiếp tục duy trì quýt để chúng ta có thể chăm sóc được nó theo tiêu chuẩn nhất định nào đó. Đấy, cái thứ hai là vùng giữa và vùng cao thì chúng ta chuyển sang chúng ta trồng cây dược liệu khác, ví dụ chúng ta trồng quế hay là chúng ta trồng cây mắc nghè để chúng ta tạo ra một cái sản phẩm khác mà ít cần sự chăm sóc hơn. Để làm được điều này thì phải có vai trò của các cấp, ví dụ quy hoạch, đây là câu chuyện của quy hoạch sản xuất. Vậy thì hợp tác xã và doanh nghiệp không tự có thể làm được nếu như thiếu vai trò của chính quyền, có là quy hoạch sản xuất, khuyến cáo, vân vân, và định ra các chính sách để mà khuyến khích người dân đi theo cái hướng đó. Đó là vai trò của chính quyền nhà nước thì mới làm được như vậy. Hoặc là xây dựng một cái chuỗi giá trị gồm có người dân góp vốn vào hợp tác xã góp vốn vào thành lập công ty, vân vân, tạo ra một cái chuỗi giá trị có liên kết bởi vốn với nhau thì chúng ta mới bền vững. Thì doanh nghiệp cũng rất khó có thể tự làm, mà cái này cần phải có vai trò của nhà nước, đó là chính quyền huyện, chính quyền xã, thậm chí là chính quyền tỉnh, để hỗ trợ, để vận động, để tuyên truyền người dân tham gia vào cái quá trình đó. Thì chúng ta cần phải có nhiều nhà tham gia trong các cái mảng công việc khác nhau. Việc nghiên cứu chế biến thành công ra các sản phẩm có giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao sẽ tận dụng được lợi thế thương hiệu của quả quýt Bắc Cạn, và là lần đầu tiên được nghiên cứu chuẩn hóa từ nguyên liệu đến thành phẩm, tận dụng tối đa được nguyên liệu, hạn chế phế phẩm tạo thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.